Vâng, xin chào các bác nhé. Tiếp theo video ngày hôm nay, video ngày 29 cũng như là một ngày thứ bảy nhé. Cuối tuần thì chúc các bác có một kỳ nghỉ thật là vui vẻ. Trở về với chương trình hôm nay thì tiếp tục lên sóng cho các bác là một lô lưới cơm. Hôm nay nó đặc chủng gần như là dôi di hết các bác nhé. Dung tích đều là 1 lít hết. Hàng phổ thông dân dã để cho các bác gọi là trải nghiệm là một. Thứ hai là nói chung là cái dòng này nấu cơm nó cũng rất là ngon. Dòng phổ thông bên Nhật, biệt danh là gọi là những cái dòng vua đầu bếp. Đây thì các bác mua hàng liên hệ với em qua số điện thoại là 0354 965 127 các bác nhé. Và vấn đề chính là lên cho bác từng mã một luôn. Để các bác thích những em nào giá cả hợp lý thì các bác ủng hộ em. Đấy, các bác đang xem kênh của Việt Chặt Vãi thì các bác đừng quên cho em xin một like cũng như một nút đăng ký kênh nhé. Còn tất cả sản phẩm bên em vẫn là bảo hành cho bác là 2 tháng sử dụng. Ok các bác nhé. Vâng, đầu tiên là mã số 1 các bác nhé. Mã số 1 lên cho bác của em Zuriwushi. Em này đời 2008 này. Đấy, 2008. Màn hình xanh các bác. Đây cái lòng xoong nó thì hơi lác đác một hai điểm trông cám mấy bé các này. Đấy. Lác đác mất một hai điểm cũng nhiều nhiều đấy. Nhưng được cái là đảm bảo các bác là không bị dính cơm. Em này rất là đẹp luôn. Xoong rất là xanh. Mất mỗi cái lòng thôi. Chiếc lăng độ bình thường hết các bác nhé. Những cái dòng này là rất phù hợp cho các bác nào mà mới trải nghiệm này. Mã số 1 này. Nên cho bác em này với giá là 550k. Tất cả sản phẩm này các bác là chuyển khoản 100% bên bao ship. Còn các bác cứ vui lòng và cộng cho em 50k nữa là xong. Tiếp theo lên cho bác một em Zuzi tiếp. NP gạch ngang VL10 là cái mã sản phẩm của nó. Đời 2014. Tổng quan em này thì cũng tạm ổn bác này. Đấy. Hơi sức chỗ này một tí, rất bé không đáng kể. Đây lòng xong có một điểm trông cá ở giữa này. Rất là bé thôi. Bé thì ti rồi bác nhé. Đấy, đi xong thì tạm ổn. Ruồng này, ruồng rất là xanh luôn. Tất cả các bác có nhu cầu mua hàng thì các bác liên hệ em qua số điện thoại là 0354 965 127 các bác nhé. Để được mua hàng và tư vấn cho các bác. Tiếp theo là mã số 2 này. Đây các bác này với giá là 600k nhé. Ok bác nhé, 600k. Một em Zuzi vỏ nhựa đưa đời 2010. Đấy, 2010 bác nhé. Tất cả những sản phẩm này các bác sử dụng cho em cục đồ nguồn nào mà. 1,5 kg là ok. Em này thì thành vách rất là đẹp luôn. Ruồng rất là xanh luôn này. Ruồng cực kỳ xanh nhé. Xanh mượt luôn. Đấy, dòng Zuriwushi này nói chung là biệt danh là vua đổ bếp bên Nhật. Đi xoong rất là mới nhé. Bóng nhoáng luôn. Nhưng rất tiếc lòng xoong cũng bị mất 3 điểm châm cám này. Đấy. Các bác lưu ý nhé. Còn em vẫn bảo các bác là không dính cơm. Trông thì nó xấu tí thôi. Những dòng này nấu cơm nó chưa hiện thời gian ngay đâu. Nó hiện về giữa về cuối. Tiếp theo đây cho bác là mã số 3 này. Nên cho bác em này với giá 450k nhé. 450k. Em này được cái thành vách đẹp, mất mỗi cái lẳng xoong của nó dính chấm cám. Rất tiếc. Lên tiếp cho bác một dòng Toshiba. Toshiba cao tần. Đấy. Đời em này đời 2016 bác nhé. Đời 16. Dòng tô này thì nó cơm nó săn cơm. Hàng này là hàng của Japan bác nhé, không phải hàng Trung Quốc. Đây, lòng xoong đẹp này. Lòng xoong rất ok luôn. Đi xoong này, sạch sẽ. Xoong này bác nhé, rất là xanh luôn. Ba bác xoong đẹp này. Nét căng luôn. Lòng tô này nấu cơm nó săn cơm. Đấy, các bác lưu ý hỏi em. Tiếp theo lên cho bác là mã số 4 này. Lên cho bác em này với giá là 600k thôi. 600k, mã số 4. Liên tiếp cho bác của em Zuzi nữa nhé. Zuzi, dòng Zuzi cao tần. Em này thì đời
chắc phải 28.8. Đấy, 28 các bác nhé. Đi xoang đây. Lòng xoang thì lác đác một hai điểm châm cám rất là bé thôi. Bé tí tí thôi các bác nhé. Quả nó không có điểm to. Ruồng đẹp luôn. Ưu điểm của cái dòng Ruzi Ruzi này là cái là ruồng nó rất là đẹp. Công suất của em này là 1230 các bác. Tiếp theo là mã số 5 bác này. Đây cho bác em này ra là 550k này. Ok bác nhé, 550. Giá cả rất là ok cho các bác trải nghiệm. Tiếp một em Ruzi Ruzi nữa. Cái công suất của em này cũng là 1230. Thành vách rất đẹp các bác nhé. Đấy. Thành vách rất đẹp luôn. Nhỏ nhắn xinh xắn, đời 2015. Em này đi xong có hơi vết xước một chút này. Đi xong hơi xước một chút nhé. Đặc biệt cái lòng xong rất đẹp luôn. Một vết xước thôi. Đấy, lòng xong rất đẹp. Mất một vết xước. Như cái tóc. Đấy, ruồng rất đẹp luôn. Ruồng tuyệt vời. Xanh ngắt. Một chiếc lòng hoạt động ok các bác nhé. Dòng Ruzi Ruzi là nấu cơm mềm nhưng không ướt này. Đấy, rất là phổ thông. Tiếp theo là mã số 6 này. Đây, cái này về ra là 650k bác nhé. 650, mã số 6. Lên tiếp cho bác của em Ruzi Ruzi đây. Em này đời 2012 này. 12 nhưng thành vách rất đẹp luôn. Rất là mượt các bác nhé. Đấy. Lòng xoang này. Đấy, khá là ok. Không châm cám gọi là có một hai điểm nó sức mui thôi, sức như cái tóc rất là bé, đấy. Sức như cái tóc bác nhé. Đây đi xoang cũng qua chảy một chút này, ruồng rất đẹp luôn, ruồng xanh ngắt luôn. Tiếp theo lên cho bác mã số 7 này. Lên cho bác em cũng với giá là 600k thôi. Mã số 7 bác nhé, 600k. Lên tiếp cho bác em Ruzi này. Đời 2010 bác nhé. Đường cái thành vách đẹp này. Các bác đang xem kênh về chuyển bãi mà các bác nào mà chưa đăng ký kênh thì các bác vui lòng đăng ký cho em xin một nút đăng ký kênh nhé. Một nút like để kênh em nó thêm phát triển để phục vụ các bác những mặt hàng nó tốt nhất. Đi xoang cũng gọi là qua chảy nhưng chảy đẹp này. Lòng xoang cũng bị châm cám này. Đấy. Bác nào mà trải nghiệm sử dụng những dòng này đảm bảo các bác là không chê đâu. Ba bác cơm ngon đẹp xấu thì em trên kênh em nói rất rõ cho các bác rồi. Em này xem nào, màn hình của nó này, không lên cái mũi tên này. Nó mất số bác nhé. Nó mất số này. Cảm động lúc sau có lên không? Nó bị mất số bác nhé, mất nét này. Đấy, vẫn lấu bình thường. Mất số. Lên thì bác em này với giá 350 nhé. Mã tiêu là mã số 8 này. 350k này. Ok bác nhé. Có thể nào bán cho bác như thế. Lên như thế nào cũng thông báo luôn để cho các bác biết. Để bác nắm được tình hình. Thuận mua vừa bán. Tiếp theo là một em Ruzi Ruzi. Em này đời 2016 này. 2016 nhé. Trên mặt này có một điểm hơi sức tí la lô này. Trong thằng vách bên ngoài cũng tạm tạm. Không có đề gì. Lòng xoang em này thì bị vết châm cám. Rất nhiều châm cám lan tăn. Rất là tiếc, xoang cũng xoang Panathium ấy chứ. Ruồng này, tương đối rất là xanh. Ruồng tuyệt vời. Một cái ruồng rất đẹp, nhưng nó mất cái lòng. Còn tiếp theo lên cho bác là mã số 9 này.
Mã số 9 các bác nhé. 450k. Ok, mã số 9 nhé, 450. Xả hết rồi các bác. Một em Yuji Yoshi tiếp đời 2016 tiếp các bác. Tổng quan đèo này cũng rất là đẹp. Bên ngoài hình thức đẹp. Đây, lòng son này. Lòng son tương đối ok ok nhé. Đấy, gọi là tạm tạm ổn. Đi son cũng sạch sẽ. Giòng tương đối rất là xanh. Các bác kiểm tra hàng, nhận hàng, các bác cắm điện với em cái nhé. Đấy, ok, ngon lành, cảnh đào thì các bác cùng các bác thanh toán với các bạn giao hàng. Tiếp theo lên cho bác là mã số 10. Mã số 10 bác nhé. Đấy, bác em này với giá là 600k. Ok bác nhé, mã số 10, 600k. Đến tiếp cho bác của em Yuji Yoshi tiếp các bác nhé. Em này đời 2015 các bác này. À, 2015. Nói chung là thành vách tương đối đẹp. Đấy. Em này thì lòng xoong bị xước mất một điểm bác này. Xước mất một điểm ấy. Rất là gọi là vừa vừa thôi. Đấy, đi xoong này. Đấy, thì bác lên cho bác rất là rõ chi tiết. Từ tí một, em này được cái xoong đẹp. Bác nào mà cảm thấy hợp lý giá cả so với sản phẩm, các bác có thể ủng hộ em. Các bác mua hàng các bác liên hệ với em qua số điện thoại là 0354 965 127 các bác nhé. Đấy, các bác nào mà chưa đăng ký kênh thì các bác cố gắng đăng ký kênh của em. Và tiếp theo lên các bác là mã số 11. Mã số 11 bác nhé. Lên cho bác em này với giá là 550k. Mã số 11 550k. Lên tiếp cho bác một dòng Yuji Yoshi, dòng Yuji Yoshi Cotton áp suất với đấy, Cotton áp suất bi đời 2016 tương đối rất là cao nhé. Em này đây, dòng tương đối đẹp này. Đấy, dòng tương đối đẹp anh, dòng áp suất bác nào có thể để đi xoong này, gọi nó quá trời, lòng xoong được lác đác còn hai điểm sâm cám rất là bé thôi nhé, rất là bé thôi. Lên lăn tăn đi ti thôi. Công suất của dòng này là 1230W bác. Tiếp theo lên cho bác mã số 12 này. Mã số 12 lên cho bác em này với giá là 750k nhé. 750k mã số 12. Lên cho bác một dòng Sanzo mặt quỷ. Em này là bao điện, bao điện, bao bể vỡ cho các bác, đặc biệt là không bao xì nhá. Với giá là 500k lên mã số 13 luôn. 500k này. Mã số 13 nhá, 500k thành vách em 3 bác là không bể vỡ. Đời 2006 không bể vỡ, các bác lưu ý hộ em. À, em này thì thật sự các bác này em cũng test rất kỹ nhưng mà vẫn cứ bị xì. Về các bác nào mà có gọi là cái bí quyết gì thì các bác ủng hộ em. Đấy, các bác có thể chia sẻ là chữa gì. Học thì ok, không có bị mục lát. Xong 7 lớp bóng nhảy. Xong 7 lớp bóng nhảy luôn. Lòng xong ok. Mất một điểm rất là bé thôi. Không đáng kể. 500k bác nhé. Điện đóm hoạt động bình thường. Mỗi tội là nó xì thôi. Báo luôn cho các bác biết nó bị xì. Nó bị xì bác nhé. Đấy, và tất cả hoạt động bình thường, không vấn đề gì. Hàng nguyên đai nguyên kiện chưa sửa chữa, mới tội xì. Mã số 13 bác nhé, 500k. Để về các bác thợ nào có thể có chuyên môn, kinh nghiệm một chút. Đấy. Lên tiếp cho bác một dòng Yuji Yoshi cao tần áp suất, dòng Yuji Yoshi Go này. Yuji Yoshi Go các bác. Em này thì đời 2013 này. Dòng này là dòng VIP nhất của hãng cỏ trong cái dòng Yuji. Dòng tuyệt vời luôn, xanh ngắt. Đảm bảo bác là dòng mới cứng. Dòng xanh rất đẹp luôn. Cao tần áp suất bi. Đấy, đi xoong tương đối đẹp. Lòng xoong ok, không chấm cám. Nhé, lòng xoong ok luôn, không chấm cám.
rất là lét cho một em Zuriushi gù. Còn là áp suất rất là lớn thôi. Mọi chất lăng hoạt động bình thường. Tiếp theo lên cho bác mã số 14 nhé. Lên cho bác em này với giá là 1,1 triệu nhé. 1,1 triệu thôi cho một em Zuriushi gù này. Vách ba bác đẹp luôn, ruồng rất là mới, xuất sắc luôn. Lên tiếp cho bác một em Zuriushi gù tiếp. Gù đời 2014 này, bao bác là không bẻ vỡ. Đấy, màu hơi bạc bạc một chút, rất là đẹp luôn. Đấy. Đây, giò gà này cũng tương đối là khá này. Dường tương giò tương đối khá bác nhá. Đấy. Cá tần áp suất bi. Không mục lát, giò rất là đẹp. Lòng xoang thì cũng rất ok luôn. Đấy, lau cho bác xem chi tiết này. Lòng xoang rất khá bác nhá. Đấy. Ngoại là nó không xâm cám. Một hai điểm nó xước với cái tóc. Cái tóc nó kiểu như kiểu là nó vết với cạo muôi đấy các bác. Ok bác nhá. Tiếp theo lên cho bác này mã số 15. Lên cho bác này với giá là 1 triệu này. Mã số 15 nhá. 1 triệu. Ok bác nhá. Tiếp mã số 16 lên cho bác một em Zuriushi, em này đời 2017 này. Thành vách đẹp, không bẻ vỡ chảy xước, doang đẹp này, doang tuyệt vời luôn, xanh ngắt các bác. Mất cái lòng xoang thì nó có 1-2 điểm xâm cám tăm, đi xoang thì đẹp, lòng xoang thì bị xâm cám thôi, xâm cám tăm này, rất là tiếc. Chức năng hoạt động bình thường hết. Tiếp theo là lên cho bác mã số 16 này. Mã số 16 các bác. Lên cho bác em này với giá là 550k này. 550 hết các bác nhé. Đấy, mã số 16. Thành vách đẹp, doang đẹp. Mỗi tội là cái lòng xoang nó bị trong cám một chút thôi. Mã số 17 lên tiếp cho bác một dòng Zuriushi áp suất nữa này. Đời 2014 bác nhé. Thành vách đẹp không bể vỡ. Đấy, công suất của nó là 1230. Đấy, em này doang thì nói chung là được tổng quan được 80% doang. Nhá, doang này. Bao xì hết cho các bác nhé. Cái dòng nó bao xì em thông báo các bác bao xì. Còn như ăn quý và lãi thật sự bác em chịu, em không có cần cách trả được. Đây lòng xoang này, tương đối ok. Gọi là một điểm sức ở góc xoang này. Đấy. Bạn trông nó không mượt lắm nhưng đặc biệt là nó không xâm cám. Chất lăng ok. Tiếp theo là mã số 17 bác này. 17 ở 18 19 20. Mã số 17 bác nhé. Mã số 17 này. Bút hết mực. Nên cho bác em này với giá là 800k bác. Mã số 17 nên bác em này với giá 800k. Nói chung là phải vách đẹp này. Mất mỗi lòng xoang của nó không được mượt thôi. Còn nó doang cũng rất là ok. Cho bác xem lại lòng xoang nhé. Đấy. 800k. Ok bác nhé. Mã số 17. Số 18 lên tiếp cho bác một em Zuriushi gù đấy. Còn 3 mã nữa bác. Đấy. Một em Zuriushi gù, em này đời bao nhiêu? Rất là nặng, đời 2015 các bác này. Đời 2015 bác. Đấy, này thành vách đây. Tương đối là đẹp, không vấn đề gì.
Đấy. Em này rất lét luôn, ruộng tuyệt vời luôn, xanh ngắt luôn, ruộng xanh ngắt luôn mọi người. Cao toàn nó xuất bi, không bị mục lác. Đấy, đi xoàng đẹp, lòng xoàng ok, lòng xoàng bóng bóng nhé, không có chấm cám. Đấy, đi xoàng đẹp. Thả thỏ này bao xì cho các bác lên, các bác yên tâm, không vấn đề. Các bác sợ xuất sợ nó xì, em một ngày bao xì là bao xì. Lốc cơm thông thường là 58. Tiếp theo là mã số 18 bác, mã số 18. 18 lên cho bác em này cũng với giá là 1 triệu thôi. 18 bác nhá. Mã số 18 lên cho bác 1 triệu. Em này trên mặt thì hơi bị xước nhẹ một chút đây. Bác nhá, trên mặt hơi xước nhẹ tí la lô trên là thôi, không ảnh hưởng gì. Tiếp theo là mã số 19. Lên tiếp cho bác một em Ruzi Ruzi tiếp. Này là 18 em Ruzi Ruzi, một em tô và một em mặt quỷ đời 2016 các bác nhá. Đấy, thành vách đẹp. Lòng xong ok thôi nhá. Lòng xong ok, gọi là 1-2 điểm nó sức sức muôi thôi. Còn nó không chấm cám, đi xoàng đẹp. Xoàng ok. Gạo trắng nấu cơm thường là 53 phút. Và tiếp theo là mã số 19 các bác này. Mã số 19 nhé. Cũng lúc hết mực. Mã số 19 là lên cho bác em này với giá là 600k. Mã số 19 nhé, 600k. Vâng, và cuối cùng của em là mã số 20 trong cái video ngày hôm nay, ngày 28 tháng 5, lên cho bác một em Ruzi Ruzi. Em này đời bao nhiêu đây, đời 2017 bác nhé, đời 2017. Nó trông thành vách đẹp luôn, rất là đẹp luôn. Ruộng xanh ngắt luôn, không chê được, ruộng tuyệt vời luôn. Đấy, ruộng khá là lép. Đấy, đi xoàng thì có chày, nhưng mà chày chày đẹp này. Lòng xoàng thì không châm cám, không châm cám bác nhá. Còn 1-2 điểm sức, sức mui thôi, rất là bé. Sức mui chứ không phải là sức tận sức cái men nó ra. Vâng, chức năng các bác yên tâm, hoạt động bình thường hết. Vâng, mã số 20. Mã số 20 nhé, lên cho bác em này với giá là 700k này. Ok bác nhé, 700k. Mã số 20 bác nhé. Đấy thì mọi chi tiết về như các bác có nhu cầu mua hàng thì các bác hãy với em qua số điện thoại là 0354 965 127 các bác nhé. Đấy thì video của em đến đây xin kết thúc. Hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo. Ok, cảm ơn các bác.